Fiona, Eddie, Happy. Thì từ đó đi mua đồ, đi chuẩn bị mua giường, chuẩn bị làm lại phòng cho tụi nhỏ. Đây là ai kia. Cắt nước qua đi kiếm nước uống trước kìa. Anh có rượu đỏ không? Mua vài chai anh. Cái đó phải rượu rồi. Oh, sparkling juice. Mẹ có blue. Đứng giờ sắp hàng đi. Ủa chứ mình đi lấy cái khắp cả cả tiền cái ta đưa cái ly cho. Blue raspberry. Ôi ít ít thôi con. Nhiều quá trời. Eddie, lấy cái loại nào? Rồi Eddie được rồi con, ít ít thôi. Cái giường như vậy, cái phòng như vậy cũng đẹp không? Yeah. Màu dễ thương hả? Rồi có cái bàn, có cái kiến. Cái này, uống màu này không? Thường á, màu này nè, đúng không? Yeah, you can pick what you want. Màu này dễ mà, hồng hồng nhiều phải không? Chụp cái hình lại coi. Em bao ăn chút luôn. Em coi đi. Nó muốn của anh thử của nó. Đây là cái phòng mẫu này. Fina thích màu này. Ôi Fina, cái giường này em thích rồi Fina. Cái này mà con rớt, cái này phải băng vét. Này mà con té xuống cái cũng không sao. Ê, để coi chừng đồ ăn nó nhiễu vô nệm của người ta không? Đây là cái phòng mẫu. Rất gọn, dễ thương. Màu hồng cho con gái. Lấy chụp kiểu mẫu về để làm cho Fiona. Đây. Ôi cái bếp này nhìn cũng đẹp anh. Cái bếp đã rồi. Bếp nhìn dễ thương. Này do dạng mà condo mà nhỏ nhỏ nè, kiểu này. Học college mà có được cái phòng nha. Quá sướng. Nhưng mà cái này nó bất tiện lắm. Em mà thiết kế làm một cái này gì, mấy cái đồ yêu này nó hư liền à. Mà nó hư á hả, là em không thể để cái bếp khác vô được. Em phải thay nguyên cả cái mặt đá. Không đơn giản đâu. Con đau rồi. Okay.
coi trên mạng ngủ luôn. Phòng khách máu. Ra đi. Bước ra con. Phòng bên đây thì tông trầm. Thối. Để con đi. Ba muốn làm cho con cái tường giống vậy nè. Cái tường như thế này hả? Tường không, tường giả. Thầy biết tường giả chứ sao? Cái cũng hay hay. Một tường thôi. Thì đúng rồi, làm tùm lum có nhìn thấy ghê. Cái tường này là cái tường trên đầu nó đó. Trên đầu nằm á. Cái tường này đẹp nè. Nhưng mà tối quá. Không là không giống vậy, cái này miếng nó dán lên này mà không làm gì. Cái đó anh vẽ rồi nè, để từ từ là. À, nó có texture để anh chậm cái sơn hơn. Chậm cái sơn đỏ hơn. Đi con. Yeah. Oh, em đi phía nào cái đèn, em đi nó thấy không? Thấy cái đèn không? Đây kia. Yes, mom. Bây giờ vài bữa bụi vô. Ừ. Rồi. Rồi đóng rồi. Tự nhiên chui đóng chị. Nó thì nó chỉ vậy được thôi vậy thôi Fiona. Nó có cái lỗ hở. Cái này tự nhiên bắt mẹ cầm đi con. Cái giường này 500 nhưng mà có storage nha. Dạ. Cái giường này phải để vô giữa phòng. Đúng rồi. Sao cuối cùng chọn lựa đi tới rồi lui. Đi xuôi đi ngược, cuối cùng chọn cái này cho Eddie và Fiona luôn. Eddie thì dễ, nó thích, và Fiona thì miễn cưỡng luôn, chứ không thích. Thích cái loại mà giống như sofa bed vậy. Nhưng mà sẽ lấy cả cái này cho hai đứa luôn. Nhưng mà em giường này 400 là chỉ có cái frame giường thôi. Nhà
hay dẫn hai đứa nhỏ đi lựa sơn, đi màu sơn cho phòng của nó. Nói về màu sơn thì con đã tin ba. Đây nè, khoan chưa ra nha, nhưng mà đây nè, để hai để mấy màu này gần giống giống này. Coi cái màu này gần giống, con thấy không? Con thấy ba chọn gần giống nhất rồi, đúng không? Là màu nào đâu? Cái màu này màu anh chọn nè. Màu này đẹp hả? À, cái màu này nó mới gần với lại cái màu của ai kia nè. Pina đang chọn cái màu của nó trước nè. Màu hơi hơi hồng, giống như cái màu nó thấy bữa ở cái kia. Rồi cái màu không, con cắt cái này đi, tại cái này it's not even close. So put it out of consideration. This color. Mhm. Cái màu này đẹp hơn ha. Cái màu này khi mà nó lên nó khô rồi á, cái màu này nè khi nó khô thì nó gần nó mát với cái này thôi, cái màu này nó sẽ đậm hơn. Hơn nhiều màu quá, không biết chọn màu nào. Không phải làm cái nào rút cái đó hả? Hả? Không phải làm cái nào rút cái đó hả? Vậy nó mất công. Rút mấy lỗ ra trám lại. Trám là lỗ mấy ngày khô em? Trám là lỗ mỏng thì ngày cứ khô. Sao mình đánh giấy nhám lại không? Đánh giấy nhám sân ra. Mình đừng có bao giờ mà mình làm thiệt là flat hết. Để mình phải làm cho nó hơi bumpy một chút xíu á. Rồi sau đó mình sẽ sen á. Đây là trám những cái lỗ. Chỗ này là hồi xưa là làm những cái cổng không cho Fiona Ed đi xuống cầu thang. Xíu ở đây. Trong lấy giấy nhám chà gì khô đấy. Sau một ngày hoặc hai ngày. Cái này ideally là hai ngày. Đó, cứ để vậy thôi. Này làm giống khắc phù điêu. Chết chết chết. Mr. John.
Đã bên đây đi. Rồi, xong rồi. Đi đang sơn phòng của chị nè. Chị chơi không, không làm gì hết. Đi nó mới xuống cái sơn cho chị. Ghê không? Ghê. Wow. Con đè cọ mạnh quá vậy đi. Con mạnh là con nó scratch lắm. Nên là cái phòng phe thì một bên sẽ là màu này, chỉ một vách tường màu này thôi, còn lại là màu khác, màu nhạt đó. Đang sửa cửa nè. Yeah. Rồi con lấy ốp đây nè. No. Mở tiếp. Ok, con lấy ốp đây nè. Để yên. Bấm tiếp. Đè cái phiêu vô. Nè vô. Rồi con thấy con ốp này nó ngắn. Bây giờ nè, mình replace bấm quả ốp nó dài hơn cho nó chắc. Rồi. Reverse here. Đây nè, right nhé. Rồi, go. Không à, để qua bên đây còn ốc khác. Ok, go. Tôi chỉnh cái tay nữa. Go.
Con phải để cho cái trường này nó thẳng một đường rồi. Nè, con đây nè, con đứng too close, con xuống này, con đứng too close. Đây nè. Rồi, bây giờ nè. Đó. Con push nó vô. Yeah, push. And go. Thôi là làm đi. Đây nè, con làm nè. Xuống. Đây là phòng office. Đây là phòng của Fiona. Phòng gia đình.